Đây là hồ sơ bệnh án tâm thần với kết luận bệnh nhân bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng do Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cung cấp. Lê Thanh Tùng, một đối tượng được xác định là cầm đầu băng nhóm chuyên thanh toán giang hồ, gây thương tích cho người khác, đã dùng hồ sơ này để trốn án hình sự. Tùng đã gặp đối tượng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Sau đấy là Tùng đặt vấn đề về đối tượng này và được đối tượng này là giúp đỡ để làm hồ sơ hợp thức hóa theo đúng quy trình khám chữa và điều trị bệnh tâm thần. Theo điều tra, 85 triệu đồng là số tiền mà Tùng đã bỏ ra để mua bộ hồ sơ này. Ngay lập tức, hai đối tượng tiếp tay cho Tùng là cán bộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng bị bắt tạm giam. Những mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả hồ sơ cho các đối tượng chạy án cũng đã dần hé mở. Đại diện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thừa nhận có những kẽ hở trong quy trình làm bệnh án. Không có lưu trữ vào viện, không có lưu trữ ra viện, không có hồ sơ bệnh án gốc thì khẳng định luôn 100% là hồ sơ bệnh án giả. Hiện nay, Công an Hà Nội đang phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 rà soát và kiểm tra 91 hồ sơ bệnh án tâm thần. Trong số này có tới 41 hồ sơ là của các đối tượng giang hồ. Đáng chú ý, quá trình điều tra đã phát hiện 28 trường hợp không tìm thấy hồ sơ lưu trữ trong bệnh viện. Vâng, vì sao những hồ sơ bệnh án tâm thần không còn được lưu trữ? Các đối tượng đã dùng những thủ đoạn gì để qua mặt các cơ quan chức năng? Toàn cảnh vụ án giả hồ sơ bệnh án tâm thần sẽ được phản ánh trong chương trình Chuyển động 24 giờ vào trưa mai. Mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi.